Cặp bài trùng Việt rap. Phần 2, Giang Hắc Bire. Để cho thằng bố mày từ thiện. Một đôi tao đổi 20 ngàn. Để cho thằng bố mày từ thiện. Nhạc mày tao mua nhớ thôi tao 15 ngàn. Bố mày từ thiện. Nơi mà em được tạo ra với bao điều xảo trá. Em là cáo già, virus của tạo hóa. Nguồn sống của em là những thứ anh trao ra. Lời nói em bao la và sặc mùi cao ngã. Đừng lo lắng gì cả. Anh tưởng em nói thằng đó là bạn thân. Anh tưởng em nói rằng nó là anh cả. Anh đâu biết gu của em là loạn. Khi mà fan của tao đi hai xe 16 chỗ, 34 cây mạng, 250 cây số. Nên là fan của tao khi nghe tin có máu đổ, từ Biên Hòa chạy lên hỏi thằng nào mà xấu số. Rời xa từ khi tao còn nhỏ tí, có vài thằng bằng tuổi tao nó cũng chẳng còn nhớ gì. Mẹ tao khuyên tao con ơi con phải lo chi, chuyện ở bên kia đại dương có kẻ lấy tiền bỏ ví. Nhưng dòng máu Việt chảy mãi mà không nguôi, nếu không là giặc tại sao phải sợ hãi và cong đuôi. Hận